mấy cái này hả? Thư lập... Ê! Không có được đụng vô. Thư từ làm việc công việc của anh đó. Nhiều quá anh giải quyết không hết đi nè. Wow! Nói vậy là anh là cá chép hóa rồng hả? Hả? Ai gọi anh kìa? Không có gì đâu, nó... thì dạo này công việc của anh nó cũng thuận lợi. Lên như gặp gió vậy đó. Ủa, tuyệt vời. Sếp, sếp làm gì mà em gọi điện thoại hoài mà không được hả sếp? Ủa, trời, gọi cái gì mà dữ vậy? Ở trong nhà không mà cũng gọi nữa. Sếp có biết đó, là ở dưới nhà rất là nhiều người đến đây tìm sếp không? Họ còn nói á là sếp còn quỵt tiền của họ nữa kìa. Cái gì? Họ nói sếp quỵt nợ của họ này kia kia nọ nữa. Wow. Làm gì có. Mà sếp ơi, trong khoảng thời gian mà em về quê á, ở trên đây có chuyện gì không vậy sếp? Chuyện gì đâu, tào lao. Trời ơi, không lẽ đây là thư cảnh báo? Có lá thư nè. Có muốn đen thui như con rết này không? Nếu mà không thì trả nợ đi. Sếp, vậy là sao? Đừng có hỏi nữa. Cái này nữa. Lời anh muốn nói có nên tặng cái món quà này cho Nhi không? Hay là mình chơi trò hên xui may rủi? Lời anh muốn nói của sách cũng như là lời anh muốn nói với em Nhi à? Mình lật trang đầu ra, nó nói gì mình sẽ làm theo đó. Chương 1. Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. What? Trời ơi, Sách ơi, sao mày lại đối xử với tao như gì vậy? Gì đó? Làm gì mà cũng sách vô mặt vậy trời? Đâu có gì vậy? Không có gì hết á, không cho có gì với. Không có gì. Anh nhớ là anh quên làm cái chuyện rất là quan trọng. Cái chuyện cái gì đó khủng khiếp lắm. Thôi, anh đi trước nha, anh đi trước nha. Cái gì vậy? Ê nè. Ủa gì vậy trời? Lời anh muốn nói gì vậy? Chương 2. Tình yêu anh dành cho em là vô bờ bến. Ước một ngày cùng em về chung một nhà. Gì vậy trời? Anh Lâm tặng Nhi hả? Trời đất ơi, bay đặt vậy nè. Cái khăn hộp bộ đồ ghê. Trời ơi. Ê, mới mua khăn nào đẹp vậy? Không phải, anh Lâm tặng. Anh Lâm tặng hả? Ừ. Chương 3. Chúng ta sẽ sống với nhau đến già. Hiểu rồi. Ổng tặng cái khăn mà kiểu như bà già như vậy á là kiểu muốn trói buộc ổng với bà tới cuối đời, tức là muốn cầu hôn với bà, đúng không? Tuyệt vời. Giờ sao mà đặt sao sao nó đồng ý chứ sao nữa. Trời ơi, nè có trói buộc này nọ, phải quấn vô đó. Lơ lên đó. Thôi được rồi, hôm nay tao cảm thấy rất là vui. Đi xuống bếp tao sẽ nấu ăn cho cả nhà ăn. Tuyệt vời. Đi. Sốt quá nè. Chết rồi. Em đồng ý. Trời ơi.
chào quý khán giả, ngày hôm nay Hoàng Nhân sẽ hướng dẫn cho quý vị một món. Cái món ngày hôm nay nó sẽ là món lưỡi heo roti. Thì nguyên liệu chúng ta cũng đơn giản thôi, quan trọng nhất là chúng ta phải có nước cốt dừa, rượu ma quế lộ và cuối cùng là cái phần tai vị, hoặc là có nơi người ta gọi là đại hồi đó. Lưỡi heo thì quý vị về rửa với lại rượu và phần muối đem đi luộc, cạo cái phần lớp vỏ bên ngoài cái phần lưỡi á, chúng ta rửa thật sạch. Và quý vị nhớ là trụng chứ không phải là luộc, lúc mà chỉ trụng thôi, cắt theo chiều dọc như thế này thì chúng ta có thể ướp gia vị cho nó dễ dàng. Dầu hào, rượu ma quế lộ quý vị sử dụng khoảng 2 muỗng canh, hành tím chúng ta cho nửa muỗng, tỏi cũng vậy, hạt nêm khoảng 1 muỗng cà phê, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Tiêu ở trong món này chúng ta cho ít thôi, khi mà cho nhiều quá thì nó sẽ mất cái hương vị và cái hương thơm của cái món ăn của mình. Bên này chúng ta cho lửa nhỏ và rang cái phần tai vị lên, sau đó chúng ta cho hỗn hợp này vào ướp. Thời gian để ướp cho phần lưỡi heo này nó thấm gia vị thì thông thường quý vị nên ướp trước một ngày là thấm nhất. Chúng ta cho vào trong ngăn mát, nó cho phần tai vị qua một bên và chúng ta xối cái phần lưỡi heo này. Khi xối dầu như vậy giúp cho cái phần món ăn của chúng ta nó sẽ có cái độ giòn. Sở dĩ mà Nhân phải cho vào trong một cái vợt trước á, đây là cái việc để giúp cho cái món ăn của chúng ta nó sẽ không có bị văng, nó đỡ nguy hiểm hơn. Và sử dụng cái chảo sâu lòng. Bây giờ chúng ta vớt cái phần lưỡi heo này ra. Đây là quý vị nấu cái phần trái dừa luôn. Cho 1 muỗng canh dầu tỏi, 1 muỗng hành tím, 1 muỗng tỏi, cái phần tai vị vô. Trong quá trình chúng ta nấu nước dừa thì chúng ta cho vào muối, giúp cho phần nước dừa chúng ta sẽ không bị chua. Cho cái phần lưỡi heo đã khìa lúc nãy vào. Lúc nào quý vị cho dầu ớt để tạo màu cho món ăn. Chúng ta cho phần nước dừa đã nấu sôi vào. Cho vào 1 muỗng rượu ma quế lộ. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phần nước sốt cuối cùng để chúng ta cho vào trong món ăn của chúng ta. Có 1 muỗng nước mắm đặc, 1/2 muỗng nước mắm ngon, nước cốt dừa quý vị cho 2 muỗng nước cốt dừa, ớt khô cho 1/2 muỗng cà phê, tùy theo độ cay nha quý vị. Trong nước này hiện tại nó đang ngọt từ nước dừa, thành ra trong gia vị lúc này hầu như chúng ta không nêm đường nữa. Chúng ta cho 1 ít dầu ớt để có màu. Rồi quý vị cho hết phần nước sốt này, và để ý trên lửa là Nhân đang cho lửa lớn để giúp cho cái món ăn chúng ta nó mới thấm gia vị vào. Quý vị sẽ thấy nước nó sệt, nó sệt lại có độ béo, độ ngọt, độ mặn vừa phải, và nó phải thơm mùi nước mắm thì nó mới ra được cái mùi roti. Gà chúng ta cũng làm tương tự vậy luôn. Và một nguyên liệu cuối cùng không kém phần quan trọng đó là lá quế. Lá quế Nhân đem đi chiên sơ, dầu nóng đó quý vị cho vô. Thì khi lá quế cho vào lúc này nó sẽ ra được cái mùi giống như lưỡi vịt mà mình làm lưỡi vịt sabo. Ta cho cuối, một phần nó chừa lại để trang trí. Đây quý vị, rất là thơm, rất là thơm. Quý vị sẽ dùng kèm món này với lại bánh mì. Trời ơi, món này mà có bia nó là rất ngon nha quý vị. Thơm tho quá nè. Wow. Trời ơi. Ui nhìn mà nó hay dở quá, nhìn ngon quá quý vị. Lưỡi heo roti. Rồi. Ừ. Cha, phải ăn liền. Chấm 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 bánh mì, chấm bánh mì đúng không anh Nhân? Ừ. Nè, gấp vô, gấp vô, gấp vô, gấp vô. Vừa béo vừa ngon mà nó có cái vị giống như là lưỡi vịt sabo á anh Nhân. Ừ. Anh làm theo vậy đó. Em thấy cái mùi giống giống thanh thanh giống cam thảo bỏ vô không? Không có. Bỏ đi. Đó. Anh chiên cái rau lên luôn hả? Chiên quế vô nó mới ra được cái mùi đó đó. À, cái mùi em nói là mùi quế, đúng rồi. Ừ, lá quế phải không? Lá quế. Ui. Ngon quá anh ơi. Ngon quá à. Nhìn đầu tiên đúng kiểu đầu tiên. Ừ. Ăn đi. À, miếng này nè, miếng này nè, miếng này giờ nè. Này nè. Ủa không thích hả? Qua ngửa sao bà không kêu nắm tôi ngán? Đừng, đừng. Sao vậy? Trong lúc này đừng kêu ảnh xuống. Để tôi với anh có không gian riêng tư khác là được rồi. Giờ xuống ảnh ngại, ảnh mắc cỡ nè. Đúng rồi. Ngon. Giờ có gì, 1, 2, 3. Vô. Nhi, không ngờ em đồng ý chia tay tôi nhanh như vậy, lại còn mở tiệc ăn mừng nữa chứ. Thoát khỏi một thằng bị nợ bao danh như tôi, em mừng quá mà.
Ngon quá. Gái anh nhân nha. Anh chẳng biết sao anh làm á, tính kiểu trái bộ em á. Mà em làm sẵn bả có xăng. Muốn cầu hôn bả, em trói buộc cuộc đời của bả. Chúc mừng nha, tuyệt vời. Chúc mừng cái gì mà chúc mừng? Bởi vậy hai đứa em không có kinh nghiệm gì, anh nói cho nghe. Em là đứa thứ hai đó. Đứa đầu tiên á là Lâm nó tặng khăn để chia tay. Còn bây giờ cái khăn này màu giả beo. Màu giả beo là anh không biết. Ý là nó tặng khăn mà chia tay á hả? Thì đó. Cái gì vậy? Chứ mà đã trói buộc cuộc đời nhau hả? Trói cái gì mà trói đó vậy, ông bà mình hay nói vậy á. Lỗi cũng do mình. Mình suy nghĩ kỹ rồi. Bằng giá nào mình cũng không để mất Nhi. Không để mất Nhi. Mọi người ơi, Nhi. Nè, kết thúc đi. Nhi. Đúng là muốn biết phụ nữ có yêu mình thật lòng hay không. Phá sản rồi biết liền chứ gì. Để luôn đi.